Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh podcast từ Workaholic cùng với Trang. Và hiện tại thì như tiêu đề thì mọi người cũng sẽ không còn xa lạ gì với cái nội dung về personal branding trong cái việc tuyển dụng. Và hôm nay không còn chần chừ gì nữa, Trang rất mong muốn có thể giới thiệu với mọi người khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là chị Thảo Trần. Và cụ thể hơn, chúng ta sẽ biết rất nhiều về chị Thảo qua những bài post trong LinkedIn này, và đặc biệt là có một group rất là nổi thời gian gần đây, đó là HR Talk, với chắc phải 55.000 thành viên phải không chị? Hơn, gần 60 đúng không ạ? Bây giờ là 57.000 rồi. À wow, chúc mừng chị. Em cảm ơn chị Thảo đã dành thời gian để cùng với The Workaholic Podcast chia sẻ ngày hôm nay. Để trước khi mà chị em mình đi vào sâu hơn cái nội dung cụ thể, thì vài năm gần đây chắc là chúng ta đã nghe rất nhiều đến cái khái niệm về Talent Acquisition. Nó đã dần dần thay thế và được nhắc nhiều hơn là recruiter, recruitment. Và hai cái khái niệm này nó có sự khác nhau nhất định. Cụ thể thì có thể recruitment thì đang dừng ở cái việc là trong ngắn hạn thôi, gồm các cái hoạt động như là thu hút ứng viên, quảng bá này, post tin tuyển dụng này, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn, đánh giá, rồi làm việc với hiring manager. Nhưng cụ thể thì talent acquisition mang tính dài hạn hơn, coi là chiến lược hơn, không chỉ là người ta sẽ đi lấp đầy các cái vị trí, các cái định biên còn trống, mà còn có những cái hoạt động khác liên quan đến việc đảm bảo cho sự vận hành tốt của một bộ máy. Còn cụ thể thì talent acquisition chắc là các bạn cũng đã tham khảo rất nhiều khái niệm ở trên mạng và những cái workshop rồi. Là một talent acquisition tốt thì có thể kết hợp rất nhiều các yếu tố khác nhau, như là xây dựng thương hiệu tuyển dụng này, rồi tạo dựng mối quan hệ với cộng đồng ứng viên, và từ đó có thể mở rộng cái talent pool của mình, nguồn ứng viên tiềm năng cho tổ chức. Và cái việc thu hút nhân tài cho tổ chức không chỉ qua EB, Employer Branding của công ty nữa, mà đâu đó gần đây chắc chắn chúng ta sẽ thấy rất nhiều anh chị làm tuyển dụng, các bạn làm tuyển dụng đã đưa personal branding của mình vào để cùng với tổ chức thu hút ứng viên. Và hôm nay khách mời của chúng ta có một thương hiệu cá nhân rất là tốt, và thấy đang thấy rằng là chị dùng thu hút nhân tài để cho các tổ chức mà chị đã từng tham gia, hiện tại là founder của HR Talk, nơi mà mọi người chia sẻ với nhau rất nhiều những cái kinh nghiệm mà không chỉ về tuyển dụng và là nhân sự nữa. Em giới thiệu có thể sẽ chưa đầy đủ thì em mong là chị Thảo có thể giới thiệu thêm được không ạ? Chị nghĩ là em đã giới thiệu quá đủ rồi và chị nghĩ là chị em mình đã biết nhau quá rõ rồi đúng không? Cho nên là giới thiệu thì nó tương đối là chính xác rồi. Thì thật ra thì hiện tại thì chị bắt đầu nghề nhân sự thì cũng đã hơn 10 năm. Và thật ra thì trước đây thì chị tập trung chủ yếu là HR. Và cái role của chị được biết như là HR BB là nhiều hơn. Thì gần đây thì chị mới chuyển sang tuyển dụng thôi. Thì thật ra thì nếu mà như Trang nói thì cái personal brand của chị nó mạnh đó, thì chị cũng không dám tự tin và chị cũng không dám thừa nhận là nó mạnh, chỉ là chị đang hiểu đúng về cái personal brand thôi. Thì mọi người sẽ thấy là có những người, tức là hiện tại chúng ta sẽ thấy có hai trường phái. Nếu mà các bạn làm tuyển dụng, chúng ta sẽ có hai trường phái. Một trường phái là các bạn nói là tôi không cần phải làm ồn ào gì cả, tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của tôi thôi, miễn làm sao tôi fill được job, miễn làm sao tôi tìm ứng viên và miễn làm sao tôi chạy được KPI. Và một cái trường phái thứ hai là tôi muốn dùng cái thương hiệu cá nhân của tôi để tôi quảng bá về thương hiệu công ty, hoặc là tôi dùng thương hiệu công ty để tôi quảng bá những cái hình ảnh về công ty, những cái tin về làm sao để thu hút nhân tài về cho công ty. Và từ đó thì mọi người sẽ dùng cái thương hiệu. Đầu tiên là mọi người sẽ thấy là khi mà mình may mắn được join vào một cái công ty mà có thương hiệu mạnh thì mình đã ăn theo cái thương hiệu công ty rồi, thì các bạn không cần phải dùng cái thương hiệu cá nhân làm gì, các bạn cứ thế mà các bạn túc tắc các bạn tuyển dụng thôi và các bạn chạy KPI thôi. Nhưng mà rõ ràng là các bạn cũng phải, mình sẽ thấy là tại sao chúng ta phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân trong tuyển dụng và tại sao chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân trong ngành nhân sự như hiện nay, là bởi vì thứ nhất á, là các bạn sẽ thấy là nếu chúng ta may mắn, như hồi nãy chị nói là chúng ta may mắn chúng ta vào một cái công ty mà nó có thương hiệu rồi, khi mà nói tới là tôi làm cho công ty ABC nào đó thì rõ ràng không cần phải giới thiệu nhiều đúng không, thì rõ ràng là ứng viên sẽ nhìn thấy qua thương hiệu công ty ở nơi đó, người ta đã có thương hiệu của công ty rồi thì ứng viên sẽ biết à vào đó cái môi trường nó như thế nọ thế kia, mình không cần phải nói nhiều. Còn còn lại nếu như các bạn làm tuyển dụng mà chúng ta không may mắn, chúng ta đang làm cho một công ty dù startup hoặc là SME, ở nơi đó là không có cái ngân sách
để chúng ta xây cái thương hiệu công ty. Vậy thì chúng ta sẽ rất là chật vật, thì chị sẽ đã thấy được là rất nhiều bạn ở trên group HR Talk và các bạn cũng hỏi rất là nhiều, bảo là sao em tuyển boss mãi mà không có ứng viên, em cũng chính sách bên em cũng tốt quá mà sao không không thu hút được ứng viên, hoặc là ứng viên sẽ làm thế nào để ứng viên đọc được cái tin tuyển dụng của tụi em. Đó thì có rất nhiều thông tin như vậy, thì quay ngược lại ở đây là chúng ta thấy là nếu như chúng ta không đang làm cho một cái công ty mà chúng ta không có điều kiện để mà xây cái thương hiệu của nhà tuyển dụng, vậy thì cái thương hiệu công ty chúng ta sẽ reach được ứng viên như thế nào? Thì buộc lòng chúng ta phải dùng thương hiệu cá nhân chúng ta để chúng ta thu hút được ứng viên, bởi vì rõ ràng là các bạn phải nhớ là cái KPI của mình có, đúng không? KPI của mình đặt ra là yêu cầu là trong, giả sử như bây giờ sếp bảo là fill cái vị trí đó trong vòng 1 tuần, vậy thì ứng viên ở chỗ nào, mình approach ứng viên như thế nào, trong khi đó mình sẽ không có phí headhunt, mình sẽ không có phí gọi là job posting, mình không có phí mua mua CV, đúng không? Vậy thì tổng cộng ba cái ngân sách đó nếu chúng ta không có thì chúng ta làm gì, gào thét là các anh chị ơi ở đâu anh, vì chị có biết cái chỗ nào có sale hay không, các anh chị có biết cái chỗ nào tuyển logistics hay không, các anh chị có biết chỗ nào tuyển customer service hay không. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là nếu như chúng ta xây được cái thương hiệu cá nhân chúng ta, có nghĩa là hàng ngày chúng ta xuất hiện trên mạng xã hội với một vai trò là người tuyển dụng, vậy thì từ từ ứng viên sẽ tìm tới bạn, ứng viên sẽ thấy à cái bạn A đó có rất nhiều job, bạn A đó đang làm cho công ty này và có nhiều job, và mình thấy là nó phù hợp, mặc dù công ty là nhỏ nhưng mà ở nơi đó môi trường làm việc nó như nó tốt, môi trường làm việc rất là gắn kết và môi trường làm việc rất là thân thiện. Thì tại sao ứng viên nhận nhận diện ra là công ty nhỏ nhưng nó tốt, là bởi vì mỗi một ngày bạn A đó bạn thể hiện rằng là ở đây bạn cứ mỗi ngày bạn cứ repeat it, ở đây chúng tôi có cái này, chúng tôi có cái kia, mặc dù là chúng tôi không có thể so sánh được với những công ty khác, chúng tôi không có nhiều ngân sách nhưng chúng tôi tạo ra được những cái giá trị như này. Thì đó là những cái mà bạn đang xây dựng cái thương hiệu cá nhân của bạn. Thì chị nghĩ là để cho mọi người sẽ có một cái khái niệm rằng là giữa cái thương, tại sao chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Mình sẽ có một số cái trường hợp mà chị em mình đều thấy là đã làm trong những cái công ty rất lớn rồi và họ vẫn duy trì những thương hiệu cá nhân của mình nữa. Thì em đã thấy chị nhắc đến những cái lợi ích, những cái được của thương hiệu cá nhân đúng không ạ? Đó là cái việc mà mình gần như là mình cài đặt cho những ứng viên tiềm năng và thị trường của mình về một cái môi trường, về một cái tên công ty hấp dẫn đủ thì họ có thể tham gia vào, và mình cũng hạn chế cũng như là tiết kiệm tối đa được những cái ngân sách tuyển dụng ở các kênh mất phí trong cái trường hợp mà mình có hoặc là có rất là hạn chế hoặc là thậm chí là không có cái ngân sách đó. Thế ngoài những cái lợi ích đó ra thì bản thân chị thấy thương hiệu cá nhân mạnh ấy, thì có hỗ trợ gì được thêm cho bản thân chị và tổ chức không ạ? Chị nghĩ là cái như hồi nãy em có nói đó, là cái việc mà chúng ta làm việc được ở một cái công ty lớn nhưng mà tại sao chúng ta vẫn duy trì cái thương hiệu cá nhân, bởi vì thương hiệu cá nhân là một cái sustainable, nó là một cái gì, một cái giá trị rất là bền vững, chúng ta phải xây một cái giá trị bền vững. Không có nghĩa là như chị nói, chúng ta may mắn là chúng ta đang làm cho một cái tổ chức có thương hiệu, đúng không, và chúng ta đang củng cố lại cái thương hiệu chúng ta cộng với thương hiệu của công ty đó. Nhưng mà tuy nhiên hãy nhớ là có một ngày nọ chúng ta không còn làm ở công ty đó nữa, đúng không? Chúng ta đi ra bên ngoài và chúng ta được săn về ở một cái công ty mà ở công ty đó họ nghĩ rằng họ mang bạn về để bạn tạo ra được giá trị. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta không thể nào chúng ta về một cái công ty SME hoặc công ty startup mà chúng ta nói là anh phải cho em một cái account LinkedIn 1 ngày, 1 năm là 10.000 đô, anh phải cho em một cái job post top CV, hoặc là anh cho em một cái tài khoản để search CV ở trên top CV, hoặc là chúng ta search ở trên VietnamWorks, hoặc là chúng ta phải có một cái credit để chúng ta đăng hết tất cả như là IT Việt, hoặc là job board của VietnamWorks hay là Career Builder. Rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như công ty mà đã có cái đó thì nó dễ dàng chúng ta quá rồi. Nhưng mà hãy tưởng tượng nếu một ngày nào đó chúng ta đi về một cái tổ chức mà không có gì cả. Vậy thì đây là future và đây là một cái plan cho chúng ta, như chúng ta sẽ phải nghĩ xa hơn là nếu một ngày mình làm ở một công ty như vậy thì chúng ta làm sao? Không lẽ bây giờ chúng ta sẽ nói là tôi tuyển không được người bởi vì anh không cho tôi ngân sách tuyển dụng. Thì vậy thì ông CEO ông bảo là vậy tôi à, anh tuyển về làm gì? Anh tuyển một đứa gọi là specialist về để anh cộng thêm cái tiền đó để cho nó chạy là được rồi, đúng không? Thì vậy thì người ta sẽ thấy là giá trị của bạn ở chỗ nào?
Thì ở đây chúng ta sẽ nói về giá trị. Cái việc mà chúng ta duy trì cái thương hiệu cá nhân là đó là giá trị của bạn, và cái giá trị nó sẽ bền vững. Chứ không phải là hôm nay tôi tạo ra, tức là có nhiều người, tức là ở đây chị muốn nhấn mạnh cái chữ bền vững. Có nghĩa là cái giá trị của chúng ta nó phải càng ngày nó càng tăng giá, chứ không phải là cái ngày nó càng tụt giá. Bởi vì rõ ràng là có một số người họ thấy rằng là họ sẽ đi theo, có thương hiệu cá nhân sẽ đi theo, em như em cũng thấy là ngay cả celeb nó cũng đi theo con đường chính đạo và tà đạo, đúng không? Có nghĩa là mọi người sẽ đi theo kiểu là tôi xây dần dần và tôi xây theo cái năng lực của tôi, và tới một ngày nào đó tôi sẽ được một cái gọi là return on investment của tôi. Nhưng mà cũng có một người bảo là gọi là rất là bạo phát bạo tàn, là tôi chỉ cần một phốt thôi, tôi tạo ra một cái phốt gì đó và tôi tự nhiên được mọi người biết đến, mọi người tương tác nhiều và tôi tự nhiên tôi nổi. Và sau đó tôi sẽ correct lại, tức là khi mà tôi có một cái lượng follower rồi, tôi có một cái lượng gọi là người biết tới rồi, thì tôi sẽ từ từ tôi build lại là một cái hình ảnh nó gọi là nó chính đạo. Thì chị thấy là cái đó nó một khi mà mình đã xuất hiện với một cái gọi là một cái negative impact thì mình sẽ không quay trở lại với cái positive impact được. Bởi vì nó là gì? Nó đó là thể hiện cái bản chất của một con người, chứ không phải là vì nếu như thực ra chị nói là nếu như một người mà có cái positive mindset thì họ sẽ không bao giờ họ làm những cái gì negative được. Cho nên là ở đây đừng 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 gọi là đừng có ngụy biện rằng là tôi chỉ làm một gì vậy thôi và tôi xây từ từ, tức là và cũng có nhiều 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 gọi là consultant đi theo cái hướng đó, là tức là chỉ cần tạo ra một cái gì đó nổi lên một lần rồi từ từ mình correct sau. Thì chị muốn nhấn mạnh là cái việc là khi mà chúng ta xây là chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta không cần phải là một phút mà chúng ta được nổi tiếng lên được. Đối với chị thì thương hiệu cá nhân đối với khi mà chúng ta đi làm á, professional, thì chúng ta không, với chị là không phải là để nổi tiếng mà nó là một cái gì đó để nó hỗ trợ cho cái công việc của chúng ta được thuận lợi hơn, được suôn sẻ hơn, chứ không phải là chị cũng không có, tức là ngày ngày trước chị chưa bao giờ chị suy nghĩ là một ngày chị phải xây dựng thương hiệu cá nhân, một ngày chị phải làm cho mọi người biết càng nhiều đến chị. À, vì đối với chị là chị xây theo cái con đường là chị túc tắc, và rõ ràng là khi mà chị bắt đầu cái thương hiệu cá nhân của chị là bằng cách là những gì, chị post bài và chị share những cái kinh nghiệm của chị. Bởi vì chị nghĩ là chị có rất là may mắn hơn những người khác là chị được làm trong những cái môi trường mà nó gọi là quốc tế. Cho nên là có những ở môi trường quốc tế thì có thể là có nhiều cái va chạm, nhiều cái case study để các những cái practice để mình học. Và ở đó thì các mình thấy các bạn là khi mà các bạn trẻ, các bạn bắt đầu một cái sự nghiệp HR hoặc là tuyển dụng rất là chật vật, thì chị nghĩ là mình sẽ làm sao để hướng các bạn, để chia sẻ cho các bạn qua cái đó, các bạn thấy là giả sử như có những bạn mà khi bạn post bài đi, cái mindset của bạn là khi bạn post bài là để làm sao để hạn chế được cái việc là ứng viên không phù hợp thì không không apply, đúng không? Cho nên bằng cách là chúng ta giới hạn là tôi tuyển dụng và chỉ nhận được các bạn từ 93 tới 97 thôi, đúng không? Thì rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là những cái đó là những cái mà nó sẽ gây ra những cái phân biệt, những cái discrimination mà không nên có. Bởi vì rõ ràng ở luật pháp Việt Nam thì mình chưa có tập trung vào cái chuyện là cái discrimination đó mà nó là trở thành illegal. Nhưng mà ở bên nước ngoài rõ ràng là chúng ta thấy là cái đó là một cái hành động, một cái thông tin mà nó rất là illegal, bởi vì job là open cho tất cả mọi người. Chị nhớ có một lần một cái bạn trong trong member, các bạn đi đến chị và các bạn hỏi là, tức là vô tình thôi, tức là ngày xưa là công ty của bạn là công ty Việt Nam, thì ngày xưa post job mà cứ post là hạn chế tuổi để cho đừng có thông tin trên đó. Nhưng mà mọi người sẽ biết là một ngày nọ thì một công ty nước ngoài họ vào, họ acquire cái công ty Việt Nam đó, và trong đó nó có những cái chính sách chống discrimination. Thì bây giờ là tin cũ là bị đào lại, là tất cả tin trên VietnamWorks mà ngày xưa bạn post nó có liên quan tới tuổi, thì ở bên đó họ họ đào lại, họ thấy cái thông tin đó. Mà bây giờ VietnamWorks thì một khi đã post là không xóa được, thì nó vẫn nằm ở đó. Cho nên ta thấy là có những cái mà chúng ta thấy cái đó là bình thường, có những cái là mọi người sẽ argue với chị rằng là tôi làm sao để cho tôi công việc của tôi nó trôi chảy, nó dễ dàng hơn thôi, còn cái việc là những cái kia thì không cần thiết. Nhưng mà rõ ràng những cái đó là những cái mà nếu chúng ta nhìn rộng hơn là chúng ta sẽ thấy là cái đó là cái mà hãy đặt trường hợp là mình đi, đúng không? Giả sử như bây giờ mình đang còn ở độ tuổi là 25 tới 35, ok fine. Nhưng mà hãy tưởng tượng bây giờ giả sử như khi mà giả sử chị đang là U50 đi, nhưng mà chị đọc một cái tin là chị hạn chế 35 tuổi, thì rõ ràng là những người mà như vậy thì họ cảm thấy là
tại sao như vậy, và họ sẽ gần như họ không có cảm tình với những cái công ty như vậy. Thì đó là chị nghĩ là lý do tại sao mà những cái mà từ từ mình sẽ thấy là cái việc mà chị nhận được cái sự ủng hộ nhiều từ cộng đồng, bởi vì một cái khi một một bài chị post nó touch được cái tầng lớp, giả sử như bây giờ khi mà chị nói về age discrimination thì nó touch cái tầng lớp mà giả sử bị đang bị discrimination như vậy, mọi người sẽ biết được đến chị nhiều hơn, mọi người follow đến chị nhiều hơn, bởi vì có nhiều cái để mọi người sẽ học và mọi người sẽ thấy là mọi người làm sao để làm cho đúng. Đó là những cái mà từ từ mọi người biết tới chị và từ từ mọi người thấy là mọi người follow chị, bởi vì chị có nhiều cái để mọi người học và chị có nhiều cái hay để chị khi mà chị chia sẻ, và chị cũng không ngại về cái việc là chị không có giấu, tức là những có những cái gì có chị có là chị share, chứ chị không có giấu rằng là ừ tôi phải giấu vì cái đó là cái bản thân tôi, và nếu mà tôi share thì mọi người sẽ thấy lấy cái đó và mọi người sẽ trở thành đối thủ của tôi, thì chị không có cái mindset như vậy. Ừ. Thực ra thì hôm nay em cũng định hỏi chị khá nhiều về những cái tips để làm thương hiệu cá nhân tốt. Nhưng mà em lúc mà chị nói thì em cũng thấy bản thân mình trong đấy, mặc dù thương hiệu của em là cũng chỉ một số ít những người biết đến thôi, nhưng đôi khi mọi người sẽ nghĩ rằng chị em mình đang có một cái plan gì đó rất là kỹ càng, cụ thể, và thậm chí là có một team support đằng sau để có thể làm một cái gì đó, làm một cái thương hiệu cá nhân ngay từ đầu. Nhưng đối với em cũng là by accident, tức là cái việc là vì chị em mình nghĩ nhiều cho công việc này, rồi cũng thấy rất nhiều bạn trẻ hỏi này, rồi mình ngày xưa cũng đã sai như thế rồi, là mình chia sẻ đúng không ạ? Thế là em nghĩ rằng không hẳn là chị chỉ có những cái câu chuyện đa dạng đâu, mà đôi khi cái cách mình chia sẻ, cái văn phong mà mình nói những cái thực tế, và đôi khi nó là cái nỗi đau của những người khác đã từng gặp, nên họ dễ đồng cảm với câu chuyện của mình và nó spread out, nó được nhiều người biết đến. Thế thì rất nhiều cái được từ cái phần thương hiệu cá nhân, rồi công ty, rồi về sau nữa cái future của chúng mình nữa. Nếu mà mình làm tốt một cái thương hiệu cá nhân thì mình không chỉ giúp đỡ cho cái tổ chức hiện tại mà còn hỗ trợ cho tổ chức về sau, và bản thân mình cũng có một cái sự em tạm dùng từ uy tín hơn khi mà mình đi những cái đơn vị khác. Thế thì chị có một cái case study nào theo kiểu là vì nhân viên của mình có approach ứng viên đó nhưng mà họ lại không quan tâm, cũng cùng một job đó, còn mình có thêm một chút thương hiệu cá nhân khi mình approach, thì cái cách thức mà ứng viên phản hồi, rồi tốc độ ứng viên phản hồi, và những cái việc mà mình nói ra dù có thể không quá khác với những cái gì mà nhân viên hoặc là team mình cùng chia sẻ, thì họ có một cái hiệu quả tốt hơn, thì chị đã gặp nhiều cái case kiểu như vậy hay chưa? Vì em thấy chị trực tiếp đi tuyển dụng các cái vị trí từ chuyên viên lên đến các vị trí cấp cao rất nhiều. Chị có thể chia sẻ một case kiểu như thế không ạ? Thì thật ra thì cũng cũng có rất là nhiều case khi mà làm tuyển dụng thì cũng sẽ rất là vui. Có rất là nhiều case mà mình thấy là họ approach mình bởi vì là mình thay vì là thường giả sử thì chị nói thông thường thì mọi người sẽ có xu hướng là mọi người sẽ vì mọi người follow mình sẵn rồi, cho nên là cái việc mà mình tiếp cận ứng viên hoặc là tiếp cận ứng viên tiềm năng nó cũng sẽ nhanh hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Thì cái này là cái mà chị vẫn thường hay nói với team và chị cũng thường hay nói với cộng đồng rằng là thí dụ như bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng ta không có gì trong tay cả. Giả sử như bây giờ chúng ta thấy là tại tại ở công ty chúng ta sẽ có là LinkedIn Recruiter đi. LinkedIn Recruiter các bạn sẽ thấy là rất là power đúng không? Mình search bất kỳ cái gì phía trên đó cũng được. Vậy thì các bạn sẽ thấy là tôi có LinkedIn Recruiter, tôi cứ tuyển theo cái hướng của tôi thôi. Tôi không cần phải nói gì cả. Tức là tôi chỉ approach ứng viên như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là giả sử như một một khi giả sử chúng ta spend một giờ để chúng ta search ra chúng ta ứng viên, chúng ta tiếp cận ứng viên, thì cùng lắm là một giờ đó chúng ta sẽ vừa search ra ứng viên vừa 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 gửi message cho ứng viên và chúng ta tiếp cận ứng viên. Thì chị nói là nếu mà một trong một tiếng đồng hồ mà chúng ta tập trung hết tất cả mọi thứ thì chúng ta vừa search vừa tiếp cận ứng viên vừa chúng ta compare với JD thì chúng ta thấy là chúng ta tiếp cận maximum vừa tất cả mọi thứ thì 10 tới 20 ứng viên. Đó là gửi message đi một cách rất là bị động đúng không? Chúng ta gửi message đi nhưng mà ứng viên chứ là trong 20 đó chưa chắc là họ sẽ quay lại hết. Và trong 20 đó nhiều khi là chỉ có một hai người quay lại và một hai người đó bảo là tao không có nhu cầu. Đúng không? Cho nên là chúng ta thấy là cái việc là giữa chúng ta so sánh là nếu như chị post một cái job
thì trong một giờ đó chị sẽ tiếp cận được đâu đó khoảng, thí dụ giả sử như một cái impression của chị reach được là 1.000 cho tới 2.000, thì trong 1.000 tới 2.000 đó nó sẽ nhân ra một cái network, nó gọi là có một cái matrix là 1.000 tới 2.000 đó có thể là tiếp cận được 1.000 tới 2.000 đó trong cái connection của chị nữa. Thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta tiếp cận, chúng ta quăng lưới nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Rõ ràng là với chị thì chị sẽ không dùng một một cách, tức là chị không dùng một cách là chị chỉ post và chị ngồi chị chờ. Chị sẽ dùng một lần, nó sẽ rất nhiều cách. Thứ nhất là chị dùng post, job post. Thứ hai là chị search CV. Thứ ba là chị sẽ dùng lại trong cái network cá nhân của chị. Nó sẽ cùng một lúc chị sẽ dùng hết tất cả mọi cách nào mà chị có thể có. Thì rõ ràng là vì như vậy cho nên là mình dùng ba kênh thì nó sẽ khác khác cái người dùng một kênh, đúng không? Cho nên là lý do tại sao thông thường á, là giả sử chị đăng tuyển từ chuyên viên cho tới cấp giám đốc cấp cao thì tất cả đều có người approach chị lại, bởi vì rõ ràng là khi mà chị văng, gọi là bung một cái mẻ mẻ lưới như vậy thì sẽ có rất nhiều gọi là ứng viên tiềm năng họ tiếp cận được như vậy. Thì cho nên là thông thường thì job, những cái job mà chị làm, những cái job chị đóng thế thông thường nó sẽ nhanh hơn. Đó là cái cách như vậy thôi. Thì ở đây giống chị muốn nói một cái message rằng là chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là tôi chỉ dùng cái cách như vậy. Và tôi thấy cái cách như vậy và tôi cũng đạt được KPI, mà tôi đâu trễ KPI đâu, tôi đâu trễ bị trễ deadline đâu. Thì tại sao tôi phải dùng những cách khác tôi không thích nói gì cả, tôi không thích post shop, tôi không thích những cái gọi là những cái kênh truyền thông khác và tôi chỉ dùng như vậy thôi. Thì ở đây đối với chị là gì? Cái này là choice, cái này là một lựa chọn. Các bạn có quyền dùng bất kỳ cái nào, miễn là các bạn thấy được rằng là nó hiệu quả cho các bạn. Tuy nhiên là giữa cái hiệu quả và cái tốc độ, rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta phải dùng tất cả rất nhiều thứ thì chúng ta thấy là chúng ta có hiệu quả rồi, vậy thì tốc độ chúng ta nhà chúng ta làm sao để chúng ta tăng tốc độ lên. Cái đó là cái thứ nhất về cái chuyện là làm sao chúng ta dùng có thể maximize được ba kênh. Thứ hai là mọi người sẽ thấy là mọi người như hồi nãy đầu tiên chúng ta có trao đổi ngoài lề, đó là các bạn thấy là tôi không thích ồn ào, tôi không thích nói nhiều và tôi không thích là cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân nó là một cái gì đó nó không có thật, nó rất là ảo. Thì rõ ràng là ảo hay thật là đó là do cách của bạn thôi. Rõ ràng là cái việc mà chúng ta xuất hiện ở trên mạng xã hội, chúng ta được nhiều nhiều người biết đến, chúng ta được nhiều người follow, chúng ta được nhiều người tương tác, không có nghĩa là ảo. Mà vấn đề là gì? Cái vấn đề là cách chúng ta làm nó có ảo hay không và mọi người có nhìn thấy được là cái giá trị đằng sau đó hay không thôi. Còn cái việc là các bạn hướng nội hay hướng ngoại thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái việc các bạn xây thương hiệu cá nhân cả. Thì hồi nãy Trang có nói là cái việc mà khi mà mọi người sẽ nghĩ là chị cũng sẽ giao nhận một cái câu hỏi như vậy, có nghĩa là mọi người thắc mắc là đằng sau chị có bao nhiêu người đứng đằng sau về content creator, job post, gọi là planning như thế nào, chị phải đi vừa vừa tuyển dụng vừa vừa phải làm viết bài. Thì hôm trước có một đi ở event thì hôm trước có một bạn bạn hỏi chị, em cứ nghĩ là hiện tại bây giờ chị khi mà chị về là chị đầu tắt mặt tối, chị không có thể nào chị post bài, chị không thể nào chị làm được những cái event mà em thấy chị vẫn làm được đều và chị vẫn gọi là chị vẫn phơi phới như vậy, chị không có thấy gì là gọi là áp lực cả. Thì chị nghĩ là cái đó nó sẽ liên quan tới cái việc là chúng ta hoạch định cái kế hoạch cá nhân của mình. Thì rõ ràng khi mà chị đặt target là một giả sử một tuần chị phải làm gì làm thì chị cũng phải post hai bài về cái chia sẻ, chị vẫn giữ cái plan như ngày xưa, chị vẫn giữ cái thời khóa biểu như ngày xưa thì chị vẫn tiếp tục như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy là nếu như bây giờ chị bận quá mà chị không post bài chia sẻ thì dần dần mọi người sẽ thấy là lên vào 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 cái trang LinkedIn của chị sẽ toàn thấy job post thì không có gì hấp dẫn cả, thì mọi người sẽ không còn quan tâm nữa. Cái việc mà mọi người không quan tâm nữa nó cũng sẽ giống như là mình càng ngày mình post bài nó sẽ không hiệu quả. Mình ngay cả mình khi mình tuyển dụng cũng vậy đó. Thì đó là những cái mà chị nghĩ là quan trọng là mình trình với nó rõ ràng là khi mà cái việc mà như ở đây như từ đầu chị nói là cái việc mà chị xây cái thương hiệu cá nhân, chị không có chủ đích xây thương hiệu cá nhân mà chị có passion với cái nghề của chị thôi. Nó không có passion với nghề nhưng chị có passion với nghề tuyển dụng, và chị nghĩ là làm sao để mà mình có thể làm việc một cách hiệu quả và làm sao mình có thể giúp cho mọi người vừa ứng viên và hoặc là cộng đồng họ có thể cùng một cái góc nhìn và họ họ cảm thấy là làm như thế nào là nó hiệu quả. Thí dụ ngay ngay cả ứng viên chẳng hạn, ví dụ ứng viên họ 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 khi mà
gặp những cái tình huống như là giả sử như bây giờ hôm trước có một cái bài post là họ làm gì khi nhà tuyển dụng hỏi những cái câu hỏi quá đời tư thì các bạn sẽ trả lời như thế nào, thì rõ ràng là với một góc nhìn của một nhà tuyển dụng và một cái góc nhìn của ứng viên thì chị cũng share ra cái quan điểm của chị. Rõ ràng cái đó là những cái mà nó personal thì mình có quyền từ chối và mình cũng không có cần thiết phải trả lời, bởi vì rõ ràng là nếu nhà tuyển dụng mà đánh rớt bởi vì cái cách mình trả lời đó thì rõ ràng là nơi đó cũng sẽ không phải là cái nơi mà mình cống hiến, ví dụ như vậy. Rõ ràng là mình có rất nhiều cái thứ xịn sò hơn tại sao không hỏi, mà vấn đề là tại sao đi hỏi rằng là những cái câu hỏi đời tư và nó quá chi tiết về đời tư thì rõ ràng mình đâu có khai thác được ứng viên như thế nào đâu. Em cũng có đọc post đó của chị và đọc bài báo của bên Zing News đúng không chị? Vâng. Em cũng có phải take note ngay một số cái ý mà chị vừa nói. Ngoài cái lợi ích về việc là mình tiết kiệm được các cái ngân sách về tuyển dụng của công ty, mình lại còn có thể nhanh chóng hơn tiếp cận đến họ và được đa kênh nào gọi là tối đa các cách cách mà mình có thể dùng. Đôi khi em cũng biết rằng là trên thị trường cũng không phải là có nhiều các cái vị trí mà có nhiều người cùng cái vị trí mà mình đang mong muốn, tức là có một số vị trí rất là hiếm đếm trên đầu ngón tay, nếu mà không nhanh không được uy tín thì cũng khó mình có thể mời họ tham khảo cái job của mình. Rồi tiếp theo nữa là chị cũng có nói về một số cái lưu ý trong cái việc mà làm là thương hiệu cá nhân để dùng cho công việc, đó là có cái sự đồng nhất, có thể là chính cái bản thân mình và những cái gì mà mình post lên trên mạng xã hội, còn cái việc mà ảo hay thật đó là cái cách thức của mỗi người xây dựng thôi. Còn là chị cũng đã mention đến một cái nhóm có thể là họ đi theo bằng cái cách mà gọi là em hay nói là làm mũ mũ đen ấy, kiểu như thế, trong trong sale mũ đen họ sẽ đi bằng phốt hoặc là cái gì đó, thì cái đó là lựa chọn thôi. Và cái việc mà lựa chọn làm thương hiệu cá nhân hay không, đó là lựa chọn của mỗi người, đó là một lựa chọn nhấn mạnh như vậy. Và em cũng rất quan tâm đến cái mà chị đã nói đến, đó là những cái giá trị đằng sau những cái thương hiệu cá nhân đó là gì. Thì như em đang quan sát những cái nội dung mà chị đã chia sẻ và những cái hoạt động chị đang làm với Extra Talk và tại LinkedIn và một số cái kênh khác ấy, thì có hai nhóm đối tượng mà mình có thể hỗ trợ. Một là những nhà tuyển dụng, những bạn làm Extra, và thứ hai là đối tượng ứng viên. Khi mình chia sẻ những cái thông tin hai chiều thì hai bên có thể dễ connect với nhau, tìm được việc, tìm được ứng viên và có thể phát triển tốt hơn trong nghề nghiệp của mình. Và còn một cái tip nữa mà em thấy chị Thảo có mention đến, em cũng muốn nốt để các bạn nhấn mạnh thêm, đó là cái việc mà mình làm thương hiệu cá nhân và các cái hoạt động liên quan, quan trọng nhất đó là việc mà mình sắp xếp được cái kế hoạch của bản thân, quản lý về mặt thời gian, và nên có cái sự đều đặn, giữ một cái lịch trình nhất định để mọi người liên tục biết đến và tìm đến mình. Không bị boring khi mà nhìn vào toàn thể job post đúng không chị? Đúng rồi. Thế còn ngoài ra chị có cái tip nào để có thể chia sẻ với mọi người nếu mà những ai muốn có một cái thương hiệu cá nhân mạnh để hỗ trợ cho công việc tuyển dụng và những cái hoạt động khác trong nghề nghiệp của họ không ạ? Thực ra thì cái tip mà chị đang muốn nhấn mạnh đó là các bạn nếu mà các bạn muốn xây thương hiệu cá nhân thì chỉ có hai chuyện thôi. Một là các bạn phải có passion. Các bạn phải có gọi là passion, passion tiếng Việt gọi là gì? Đam mê. Các bạn phải có đam mê. Cái thứ hai là các bạn phải kiên định. Rõ ràng là chúng ta thấy là như chị vẫn từ đầu tới giờ chị nói là chúng ta không phải là một phát ăn ngay đâu. Tức là cái việc mà chúng ta chia sẻ, chúng ta post một cái job đó, post một cái bài, rõ ràng là khi mà chúng ta ở trên Facebook hoặc là trên LinkedIn đúng không? Khi mà chúng ta post một cái bài theo một cái gọi là một cái tâm lý bình thường là chúng ta ngồi đếm like đúng không? Ồ, cái bài này hôm nay được bao nhiêu like hoặc là như thế nào đó, thì cái việc mà nhiều người like cái bài của mình có nghĩa là chứng minh là nhiều người họ quan tâm tới cái nội dung của mình. Vậy thì các bạn thấy là có những bạn mà bạn các bạn post là cả một ngày các bạn post chỉ có 5-7 like thôi, thì các bạn sẽ đâm ra còn chán nản. Bạn nói là tự nhiên post không ai coi, không ai đọc thì post làm gì nữa, thôi thôi, thôi dẹp đi. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta phải kiên định. Thực ra khi mà chị bắt đầu chị post trên LinkedIn cách đây 3 4 năm trước á, một cái bài của chị có 5 like thôi. Và trước lúc đó chị cũng không quan tâm là trước lúc đó là chị không quan tâm là cái bài của mình tại sao chị có 5 like, mà chị cứ keep on chị share thôi. Tức là chị hôm nay chị 5 like chị share một cái nội dung đó, và ngày mai chị share một cái nội dung khác, và ngày kia chị share một cái nội dung khác, thì cái like nó dần dần tăng lên từ 5 cho tới 15, và có một ngày nọ nó tăng lên tới 100. Chị thấy ủa sao tự nhiên mà cái bài này được 100, thì lúc đó chị mới để ý rằng là
những cái bài mà mình chia sẻ mang nó mang tính là những cái gì mà liên quan tới việc mà discrimination ấy, thì nó sẽ rất là nhận được rất nhiều, tại vì mình đang approach ứng viên mà mình đang tiếp cận cái cộng đồng mà người tìm việc mà người người lao động mà, cho nên là đâu đó họ sẽ thấy cái hình ảnh của mình trong đó, có nghĩa là họ sẽ thấy à hôm trước tôi đi phỏng vấn và có một cái bà hỏi tôi như vậy, và hôm nay tôi đọc được cái bài tôi rất là tâm đắc bởi vì đang nói chúng tới cái bức xúc của tôi, thì lúc đó các bạn sẽ thấy là các bạn vào các bạn comment các bạn chia sẻ rất là nhiều, thì dần dần thì chị thấy mọi người sẽ quan tâm tới cái này, và dần dần chị sẽ để ý hơn, chị study nhiều hơn, chị nghiên cứu nhiều hơn, đọc nhiều hơn về những cái gì mà ở trên thế giới người ta nói, người ta đang quan tâm, và những cái gì mà nên hay không nên trong cái việc tuyển dụng, ví dụ vậy. Cho nên ở đây em thấy là ngay cả những cái gì mà liên quan tới những cái case study của HR thì chị cũng share về cái cách hành xử của nhân viên, hoặc là cái cách mà nhân viên cái làm như thế nào để nhân viên họ cảm thấy là họ engage hơn, họ họ gắn kết với tổ chức nhiều hơn. Thì những cái activity như vậy thì các bạn vô tình là các bạn làm HR và các bạn thấy là à cái này hay, chúng ta nên áp dụng cho tổ chức chúng ta, và chúng ta dần dần thì dần dần mọi người sẽ inbox chị nhiều hơn, mọi người sẽ nói chuyện hỏi nhiều thứ hơn. Thì đối với chị thì chị vẫn thường hay nói là cái thương hiệu cá nhân á, là những cái mà khi người ta nói về bạn một cách tích cực hay tiêu cực, đó là thương hiệu cá nhân của bạn. Rõ ràng là chúng ta thấy là khi mà giả sử bây giờ khi mà người ta nhắc tới em Thảo đi chẳng hạn, hoặc là người ta nhắc tới admin của Asha Talk thì người ta nói gì về chị, thì rõ ràng là khi mà chị xây được một cộng đồng mà gọi là trên 50.000 người, thì dĩ nhiên ở đây chúng thấy là gọi là cái sự thu hút, rõ ràng là những cái người mà họ vào cái group Asha Talk, rõ ràng là cái người đó họ đâu đó họ tìm kiếm gì, họ tìm kiếm được sự chia sẻ, họ tìm kiếm được sự học hỏi, và họ tìm kiếm được sự tử tế, thì rõ ràng là cái core value của chị như vậy. Còn nếu như những người họ không tử tế, họ không muốn chia sẻ, họ không muốn họ rất là tiêu cực, thì dĩ nhiên là họ đã không vào cái group extra của chị. Cho nên ở đây chị thấy là chị xây một cái cộng đồng như vậy, và cái cộng đồng đó thì chị tin là bao nhiêu con người đó họ đang có cùng một cái value là tử tế, chia sẻ và cùng nhau tiến bộ, thì rõ ràng là cái như là như vậy. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta xây thương hiệu cá nhân á, thì chúng ta thấy là chúng ta phải consistent, là có nghĩa là chúng ta phải gọi là consistent, là chúng nhất quán á, có nghĩa là khi bạn xuất hiện online các bạn bling bling như thế nào đó, bạn nói hay ho như thế nào đó, nhưng mà khi mà các bạn ở đây là chúng ta khi mà online chúng ta semi offline, chị hay gọi là semi offline, có nghĩa là khi mà một người nào đó mà inbox cho bạn hỏi bạn về một cái gì đó và bạn sẵn sàng bạn trả lời họ, thì rõ ràng là nó đang consistent với cái chuyện online của bạn, và khi một người nào đó gặp bạn ngoài đời thì nó sẽ khẳng định được là ở ngoài đời chị ấy như thế nọ thế kia, chứ không phải là khi xuất hiện online bạn rất là tỏ ra rất là thân thiện, các bạn rất là helpful nhưng mà inbox không bao giờ trả lời. Cho nên là rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là cái consistent giữa cái online và cái offline, và ở giữa nó có cái gọi là semi offline, thì nó như vậy, chúng ta phải consistent chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta bling bling ở đâu đó và có nhiều ứng viên hỏi inbox không trả lời, rồi 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 ứng viên hỏi về những cái case study không trả lời, ứng viên hỏi về những cái concern mà mình không trả lời, mình bảo là cái đó không đáng. Thì đối với chị thì tất cả gọi là 100% tất cả những cái case mà inbox hỏi chị thì chị đều trả lời, chứ chị không phải là chị ignore các bạn mà chị đọc và chị không không là, thì đó là cái mà chị nghĩ là chúng ta nên để ý, là chúng ta làm sao để chúng ta xây. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta phải rất là kiên nhẫn, bởi vì rõ ràng rất nhiều bạn nói chị là chị ơi em bỏ cuộc bởi vì em viết mà không ai đọc hết, thì chị cũng có nói một số cái tip, ví dụ như là cái bài của em viết thì em đừng viết dài quá, em viết nó sẽ gom gọn trong em viết gạch đầu dòng thôi cũng được, hoặc là em viết về những cái trải nghiệm của em, giả sử hôm nay em phỏng vấn ứng viên thì ứng viên như thế nào, giả sử như bây giờ giống như bình thường chị có một cái case, giả sử hôm trước ứng viên họ quay lại nói chuyện với chị là à chị ơi à, em cảm ơn chị bởi vì là chị rất là gọi là rất là kiên định để mà mang em đi vòng vòng hết tất cả các phòng ban và cuối cùng em được chọn, thì rõ ràng ở đây em thấy là đó là những cái mà ứng viên họ cảm thấy là mình giúp được họ, ngoài cái việc là mình mối quan hệ giữa mình ứng viên và recruiter chẳng hạn, mình còn là một cái người mà gọi là mình nhận thấy được là trong cái với những cái skill set như vậy bạn không phù hợp ở cái chỗ này, nhưng mà tôi đang có một cái vị trí khác bạn có muốn thử hay không, thì mình sẽ bán bạn qua một cái vị trí khác
và không vị trí khác không được thì mình sẽ bán bạn qua một vị trí khác mà cùng một cái skill set như vậy. Thì mình thấy là mình sẽ không bỏ sót một cái người nào mà họ mình có cảm thấy là họ họ tiềm năng và họ đến với mình, và mình sẽ xây một cái trust là tôi sẽ làm cho nó gọi là make it happen. Đó có nghĩa là ngoài cái việc mà khi mà em xây một cái trust đó với một người thì rõ ràng cái người đó họ sẽ vô tình họ đi kể một người khác là... Em nghe khá kỹ và em nốt rất nhiều thứ tại đây để tránh là bỏ sót bất cứ cái thông tin gì bổ ích. Trong đó chị có đưa thêm hai cái phần chính liên quan đến gọi như là bí quyết đi để mình làm một cái thương hiệu cá nhân tốt. Đó là mình có một cái passion, có cái đam mê. Thực ra chị không phải là người đầu tiên nhắc đến việc đó. Và cái người mà em một số người mà em đã từng hỏi đến vì họ đã thành công trong một số mảng nhất định nào đó. Thì passion, cái niềm đam mê là cái điều lớn nhất, và biến cái đam mê đó thành một thói quen kèm với những cái lịch trình của mình sẽ rất là kỷ luật ngay từ ban đầu. Chắc chắc hẳn thì cũng sẽ không thể thiếu được cái sự ủng hộ của mọi người khiến cho mình có nhiều mút để làm tiếp mà, đúng không chị? Và có một cái em rất rất đồng ý với chị Thảo, đó là việc mà mình không phải là mình thích nói gì là mình cứ viết lên, mình thích post job đúng không, đương nhiên mình thích post job để mọi người có thể apply, nhưng đây đâu cũng phải là điều mà tất cả mọi người đang quan tâm. Và đối tượng của chị em mình đó là ứng viên có thể junior rồi senior và các cái vị trí manager, và đối tượng đó thì gọi là target audience, thì người ta quan tâm những cái gì. Thì chị Thảo đã bằng cách là mình post những cái nội dung liên quan có thể test trước, và khi mà thấy nó được quan tâm thì mình liên tục cập nhật, học, đọc và tìm hiểu thêm cả những cái xu hướng trên thế giới nữa để mình có những cái bài post relevant đến cái target audience của mình. Và cái phần thứ hai, cái phần rất quan trọng mà chị em mình cũng đã nhắc đến ở trước, đó là việc mà mình consistent, đồng nhất giữa cái thương hiệu mà mình xây dựng ở trên các trang mạng xã hội, social media, và nó còn thống nhất ở cái việc là ở bên ngoài mình gặp nhau, trao đổi, chia sẻ như thế nào. Nhưng có một cái rất mới đó là sơ mi ở giữa, cái việc ở giữa đó là đôi khi rất nhiều người inbox, em tin là inbox của chị cũng rất là nhiều, mọi người hỏi đến, có thể những cái câu hỏi nó rất là basic, có những câu hỏi rất là chi tiết và cần rất nhiều thời gian, nhưng cái việc mà mình sẽ cố gắng nỗ lực để chia sẻ thực sự với mọi người giống như cái hình ảnh mà mình đang xây dựng, chứ không phải là mình đang gọi là bằng cách nào đó đưa những cái nội dung và hình ảnh nó không được chính xác những cái gì mà mình đang làm và mình đang nghĩ, cái điều đó nó rất quan trọng ạ. Còn một số cái tip có thể nhỏ hơn như chị cũng đã nốt đến là post thì đừng có post dài quá, bởi vì đôi khi người ta không không có quan tâm nếu mà mình làm viết quá nhiều như vậy, và trừ khi là mình đã có một cái thương hiệu rất tốt rồi, đúng không chị? Và thứ hai là mình hãy quan tâm đến những cái trải nghiệm thực tế của chính bản thân và những trải nghiệm của những gọi là khách hàng đi. Chị em mình có ứng viên và những hiring manager là khách hàng, thì còn những trong những ngành nghề khác họ làm thương hiệu cá nhân thì họ sẽ có những tệp khách hàng khác nhau, thì mình hãy quan tâm đến trải nghiệm đó và viết lên những cái câu chuyện liên quan. Liệu như thế đã tóm tắt đủ chưa? Chị nghĩ là nó cũng tương đối đủ rồi đó. Ở đây thì chị sẽ thấy là mọi người sẽ thấy là khi mà chúng ta rõ ràng là cái việc mà khi mà chúng ta xây một cái thương hiệu á, cái thương nó nói về thương hiệu thì nó đâu đó nó hơi gọi là trừu tượng hóa, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là chúng ta tạo ra được cái năng lực và chúng ta tạo ra giá trị chúng ta, chứ không phải là cái năng lượng là một cái gì đó nó trừu tượng hóa. Thì rõ ràng chúng ta thấy là ngay cả cái việc mà chị post một cái bài viết đi, một cái post nào đó mà liên quan, thì chị dĩ nhiên chị phải study rất là nhiều, chị cũng phải học đọc rất nhiều, đọc rất kỹ để chị cô đọng thành một cái bài. Bởi vì khi mà chị viết á, khi chị post một cái bài á, là chị luôn luôn hỏi là cái bài này viết lên là ai sẽ quan tâm, cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bài này viết lên những người mà họ vào họ argue lại với mình, họ debate lại với mình, họ họ gọi là họ có criticize mình hay không. Nếu như họ quay lại họ debate mình thì những cái point nào họ dễ debate nhất thì lúc đó phải chuẩn bị để xem là nếu như họ có vào họ debate thì cái những cái roof nào, những cái minh chứng nào để mình sẽ bổ sung thêm vào những cái khi mà mình cần trả lời những cái comment như vậy. Cái thứ ba nữa là những cái khi mà các bạn post một cái job thì mọi người sẽ thấy là về cái việc mà bắt trend của chị thì nó rất là nhanh. Rõ ràng mà thấy là cái trend gì ra là chị cũng phải bắt được cái trend đó và chị biết. Thì rõ ràng là lý do tại sao, bởi vì sao? Chúng ta có passion.
Tại vì khi mà em có passion, em có đam mê rồi thì ở đâu đó xung quanh, giả sử em thấy một cái con ruồi nó bay ngang, một con bướm bướm nó bay ngang, cũng sẽ viết thành một câu chuyện. Bởi vì em sẽ liên tưởng, em sẽ liên tưởng là cái này tại sao nó như vậy, tại sao hôm nay con bướm nó bay vô nhà mình, mà tại sao bình thường mình mở cửa mà con bướm nó không bay vào, ví dụ như vậy. Hoặc là sáng nay mình ngủ dậy, mình đi ra ban công, mình thấy à có một cái hoa nó nở rồi, vậy thì cái hoa nó nở rồi, hoặc là một cái hoa nó trở thành một cái trái rồi, vậy thì mình sẽ viết một cái câu chuyện là à tôi đã sống được ở đây, là từ 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 ngày mà tôi trồng cái cây cà này, là tôi ra Hà Nội, và từ ngày tôi trồng cái cây cà này là tôi đã được 4 tháng rồi, ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là mình dẫn dắt một cái câu chuyện nào đó mà mình tức là mọi người sẽ thấy là chị sẽ có một cái thói quen là ở trong cái nốt trong điện thoại của chị á, nó sẽ có mỗi một ngày nó có sẽ có rất rất nhiều cái outline trên đó, có nghĩa là khi mà chị nghĩ ra một cái gì đó, một cái gì bất chợt thì chị đều viết, chị đều nốt lên đó. Bởi vì sao, chị không thể nào chị hàng một ngày chị nhớ được, cho nên là khi mà chị cứ nốt ra à, hôm nay nó có một cái gì đó thì chị gạch đầu dòng chị nốt ra, hoặc là khi chị muốn viết một cái bài gì đó thì chị đều viết outline trước. Thì khi chị viết outline xong rồi chị để đó, và khi mà chị rảnh á chị quay lại chị bắt đầu chị phát triển cái outline thành cái bài á, thì chị thấy à năm cái gạch đầu dòng mà năm cái outline mà dàn ý mà mình viết, thì mà chị cái bài này mình chỉ tập trung vào ba thôi, mình sẽ lấy hai cái đó, không bỏ nha, lấy hai cái đó để viết thành một cái bài khác, nó nằm trong một cái bài khác. Thì có nghĩa là đó là cái cách mà các bạn sẽ thấy là cái việc mà sản sinh ra content của các bạn nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải là các bạn không không phải là tự nhiên nó phọt ra content đâu. Có nghĩa content nó phải đi đâu đó, nó cái việc mà chúng ta sẽ curious, tức là chúng ta phải có một cái óc tò mò, và chúng ta luôn hỏi tại sao nó như vậy, tại sao nó happen như vậy, cho nên là chúng ta thấy là chúng ta mới ra được cái content. Chứ mọi người sẽ thấy là bình thường mỗi ngày cắm mặt vào sờ CV, mọi người post job ứng viên phỏng vấn, sắp xếp ứng viên phỏng vấn, rồi take note, rồi làm offer, rồi contact ứng viên on board, thì chắc chắn là chị sẽ không bao giờ có thời gian để chị ngồi chị viết lại, hoặc là chị có thời gian chị làm như vậy. Nhưng mà along the way, trong một ngày sự kiện đó thì sẽ có những cái gì đó nó liên quan, thì mình sẽ viết. Cho nên ở đây chúng ta tập một cái habit rằng là chúng ta take note lại những cái gì nó xảy ra xung quanh, và chúng ta phát triển từ cái outline, chứ không phải là không có phải nhào vô viết được một cái bài. Khi mà chúng ta nhào vô viết một cái bài, nó sẽ không có một cái mạch, và mình sẽ nhiều khi mình đọc một cái bài mình sẽ cảm thấy là cái râu nọ cắm cằm bà kia, và mình đọc một cái bài mình sẽ thấy nó không có audience, không có take được away được những cái gì đó mà mình muốn. Còn như là như rõ ràng là khi mà chị tập trung như vậy, thì rõ ràng là bài viết của chị nó tập trung vào ba mục, thì mọi người chỉ cần đọc ba mục đó thôi. Cho nên là trước đây mọi người sẽ thấy là lý do tại sao mọi người dễ đọc bài viết của chị, bởi vì cái bài viết của chị á, nếu mà cái trên cái điện thoại khi mà mọi người xuất hiện ở trên này ngồi dễ chụp cái màn hình nó nằm gói gọn trong một cái khung điện thoại, không cần phải chụp nhiều màn hình, tức là không cần phải chụp nó. Cho nên là các bạn hay nói với chị là cái bài của chị là em cứ chụp một cái màn hình là nó ra một cái bài, và em lưu lại thành một cái tệp như vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy là đó là một số cái cách mà chúng ta thấy là chúng ta đừng viết dài quá. Rõ ràng là chúng ta khi mà chúng ta post ở trên trên cái post nó có một chữ see more đúng không, thì chúng ta đảm bảo rằng là người đọc chỉ click một lần thôi là nó đủ một bài, chứ đừng có see more mà click hoài mà nó sẽ dài, và click hoài không biết cái bài đó nó mấy trang nữa, thì rõ ràng không ai có kiên nhẫn để đọc hết. Thì chúng ta thấy là cái content chúng ta đừng tham quá, đừng tức là không phải là dài là tốt, không phải là dài là thể hiện là chúng ta nhiều chữ, mà rõ ràng là mục đích chúng ta là chúng ta muốn gửi thông điệp gì cho ứng viên, cho người đọc, chứ không phải là chúng ta thể hiện là tôi rất là văn hay chữ tốt, tôi viết rất là nhiều, tôi viết rất là dài. Và cũng nó thêm một vài tip để cho mọi người đưa những cái nội dung content khi mà xây dựng cái cá nhân đó, đừng có dài quá, rồi hãy nốt, take note bất cứ những cái ý tưởng, và đặc biệt là mình tò mò về mọi thứ xung quanh, mình có một cái chút gọi là suy luận đi, và sự kết nối giữa những cái thứ xảy ra xung quanh mình với những cái điều mà mình có thể học và chia sẻ trong cuộc sống và công việc. Bắt trend, em ngày trước cũng có một số cái bài viết mà viết trong đêm ấy, bởi vì tự dưng lúc đấy nghĩ ra mà lại nói thật là có nốt nốt và viết bằng điện thoại luôn chứ không mở máy hay gì cả nữa, và đôi khi mình post cả trong đêm, bởi vì thực ra là mình nghĩ ra rồi mình phải viết luôn chứ không mình để lâu được. Chị em mình đều là những người không phải là chuyên về marketing, cũng chẳng phải là chuyên viết gì cả, nhưng mà có thể những cái chia sẻ nó rất là chân thật và nó không có make color gì ở đấy thì khiến cho mọi người quan tâm và nhớ nhiều hơn, đúng không ạ? Mình đã nói rất nhiều những cái lợi ích, những cái được
của thương hiệu cá nhân. Thế còn chị có thể chia sẻ một chút những cái phần mà mình coi là mất, những cái mà thử thách và những cái khó khăn khi mà mình làm thương hiệu cá nhân không ạ? À, thì bên cạnh những cái được thì nó cũng có sẽ có cái mất đúng không? Cái gì nó cũng có hai mặt. Thì những cái mất ở đây là gì? À, những cái mất ở đây thường thường là giống như kiểu là mình sẽ có, gọi là mình có fan thì mình sẽ có, chắc chắn mình sẽ có anti fan đúng không? Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà quan trọng là cái lượng nào nó nhiều hơn thôi. Thì ở đây chị không quan tâm là anti fan nói gì về chị. Chị không quan tâm là mọi người sẽ ghét bỏ hay là mọi người không thích chị. Cái đó là cái chuyện là về cái cá nhân của mọi người rồi. Rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là chúng ta thích một người nào đó và chúng ta không thích một người nào đó. Đối với chị là chị có là chị cứ nghĩa là thích hoặc là chị không thích thôi, chứ không phải là chị ghét hoặc là chị thù. Có nghĩa là ở chị là không có cái chuyện là ghét. Có một số người họ 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 thấy là họ ghét cay ghét đắng, tức là nhìn cái mặt nghe tên là họ đã không thích rồi, gọi là kiểu rất là nghe negative như vậy, rất gọi là tiếng Việt gọi là gì ta, Tiêu cực. gọi là kiểu là cái nhìn họ rất là tiêu cực á, có nghĩa là họ nghe hơi thôi là hoặc là nghe ai nhắc tới là họ không thích rồi. Cho nên là ở đây chị thấy là đối với chị thì chị, một giả sử như bây giờ chị không thích về cái quan điểm đó, chị không thích về cái người đó, những cái quan điểm như vậy thì chị lướt qua thôi, có nghĩa là chị không có để trong tâm trí của chị về những cái đó. Bởi vì rõ ràng là Phật vẫn Phật vẫn hay dạy mà đúng không? Có nghĩa là khi mà chúng ta ném, chúng ta cầm một cái nắm bùn đó mà chúng ta định ném cho người khác thì rõ ràng là cái tay chúng ta giơ trước đúng không? Chúng ta chưa chắc là chúng ta ném đúng người đó nữa, chúng ta chưa ném chắc chắn là ném trúng, nhưng mà rõ ràng tay chúng ta giơ rồi đúng không? Rõ ràng. Cho nên là ở đây chị thấy đối với chị là cái việc là chị, nếu như chị không thích thì chị sẽ lướt qua thôi, chị không có bất kỳ một cái gì gọi là để trong đầu là tôi ghét người đó, tôi căm thù người đó, tại sao như vậy kia, thì chị không có cái chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái việc mà đã là con người, mà cái chuyện là cái con người mà rõ ràng là mình thích hay là mình không thích, đều họ tất cả mọi người đều có quyền thích chơi hoặc không thích chơi người đó với người đó thôi. Còn cái việc là để mà tự nhiên không ai làm gì cả, không ai đụng chạm gì cả, mình ghét người đó mà rồi mình tự nhiên mình đâm ra mình căm thù người đó, thì rõ ràng chị thấy là các bạn, nếu các bạn đang có mang một cái tư tưởng như vậy thì các bạn nên là suy nghĩ lại. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta mang quá nhiều cái tiêu cực thì rõ ràng cái người mà chúng ta cảm thấy, người mà bị thiệt hại đầu tiên là bản thân các bạn, chứ không phải là ai khác cả. Còn cái việc cái mất thứ hai là thí dụ như là ở đây nó sẽ có, khi mà chúng ta giả sử như chúng ta đi apply job đi. Thực ra thì bây giờ thì chị không đi apply job nữa, nhưng mà rõ ràng là khi mà những cái quan điểm của mình nó rất là thể hiện rất rõ ràng ở trên đó rồi, từ mọi các gọi là các ông chủ hoặc là các ông manager, future manager, có thể là họ sẽ thích mình đúng không, thì họ sẽ tìm bằng được mình về để làm việc cùng. Nhưng mà có những người họ không thích quan điểm đó thì họ bảo là nhìn thấy profile là thôi dẹp, không 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 lựa chọn, mà không không cần cần biết là tôi có muốn nói chuyện với người đó hay không. Thì ở đây chị mà rõ ràng mình thấy là đó cũng là cái lựa chọn của một người, thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là không có phải như vậy mà chúng ta stop, chúng ta không làm những cái gì mà chúng ta thấy là đúng. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là đó là những cái mà chị nghĩ là nó là có hai cái mất, là tôi nói là do con người thôi, tức là do tâm lý con người thôi. Có thể là người ta, thứ nhất nếu mà gọi là gato thì chị cũng nghĩ là có, bởi vì rõ ràng là đối với chị, giả sử như bây giờ khi chị thấy một người khác hơn chị thì chị thay vì chị ngồi chị gato, chị nói là mình sẽ tìm đủ lý do là à tại con đó nó như thế nọ, tại con đó nó như thế kia nên nó mới được như vậy, thì chị luôn tìm lý do là à tại sao người đó lại làm được như vậy mà mình lại không làm được. Vậy thì nếu như mình muốn làm được như vậy thì mình sẽ làm như thế nào, mình bắt đầu từ đâu, thì rõ ràng là hai cái cách suy nghĩ nó sẽ khác nhau. Và em thấy là nếu như mình đi theo cái cách thứ hai thì rõ ràng là mình sẽ càng ngày mình sẽ upgrade bản thân mình lên. Còn nếu như mình đi đi theo cái cách đầu thì lúc nào mình cũng sẽ excuse, mình bảo là ừ vì lý do thì là mà gì đó mà nó được như vậy, chứ chứ bản thân nó chả có tài giỏi gì cả, chả bản thân nó chả có gì là gọi là xuất sắc cả, ví dụ vậy. Thì rõ ràng là hai cách như vậy thì mình sẽ chọn cái cách thứ hai, là mình chọn cái cách là mình sẽ tự tìm tòi và mình sẽ làm sao để mình được bằng những người khác, thì đó là cái cách mà chị lựa chọn. Còn còn cái việc mà còn cái việc mà thí dụ như là rõ ràng là đối với chị thì chị vẫn luôn là làm sao để chị upgrade bản thân chị, để chị tạo ra giá trị. Thì rõ ràng là khi mà
giả sử trong các cuộc phỏng vấn đi chẳng hạn, thì các cuộc phỏng vấn thì nhà tuyển dụng hỏi là lý do tại sao tôi phải tuyển bạn, thì chị sẽ nói là đây là những cái benefit mà khi anh chị tuyển em về anh chị sẽ được những cái này. Thì có một cái gọi là nói vui là các nhà gọi là headhunt đó, thì bảo là thật ra thì em cũng rất là ngại bán chị cho một cái tổ chức nào đó, bởi vì khi mà em bán chị cho tổ chức nào đó thì em sẽ không còn bán được hết tất cả những cái job còn lại sau đó, bởi vì em đã gọi là em đã hết đường rồi, ví dụ như vậy. Thì đó cũng là một cái mà đâu đó gián tiếp thì mình sẽ khẳng định được đó là cái giá trị mà mình mang lại cho một cái tổ chức hơn những ứng viên khác, ví dụ như vậy. Quanh đi quẩn lại thì chị em mình đang đều nhìn theo một cái hướng tích cực hơn, đó là nhiều cái lợi ích, nhiều cái được hơn là những cái khó khăn và mất. Có thể những cái khó khăn mà em nghĩ rằng chị gặp nhiều nhưng mà chị chưa kể đây, đó là về mặt thời gian, về mặt overload về công việc, bởi vì mình đang kiêm khá là nhiều thứ trong bản thân mình. Em tin rằng có thể những ông chủ, những người sếp của mình không yêu cầu rằng là mình sẽ phải làm như thế nào nào, không yêu cầu mình phải làm cái thương hiệu tốt, nhưng vì là mình thấy có nhiều lợi ích như thế mình kết hợp trong công việc của mình. Và một số những cái nội dung mà chị vừa chia sẻ nói đến những người gọi em dùng từ gọi là những người trái với cái quan điểm của mình đi, thì một cái nốt quan trọng đến những người làm thương hiệu cá nhân và những người quan sát, đó là dùng cái lăng kính tích cực để nhìn mọi vấn đề thôi. Và nếu mình chọn cái cách nào lại là lựa chọn thì mình sẽ được hoặc là không được từ cái việc lựa chọn đó. Thế còn từ trước đến nay khi mà chị gia nhập một số bên đơn vị thì chị có thấy là các sếp và các lãnh đạo ủng hộ cho những cái thương hiệu cá nhân của bản thân chị và những người khác không? Có, thì tất cả các sếp đều ghi nhận những cái gì mà chị đã mang lại cho tổ chức. Ví dụ như trước đây thì khi mà chị làm cho Pizza Hut Digital Venture thì sếp chị gọi là sếp của sếp chị phong tặng một cái danh hiệu gọi là Culture Ambassador. Thì cái danh hiệu đó nó rất là quan trọng, bởi vì mình là một cái người gọi là, nếu mà gọi là ambassador về culture thì rõ ràng cái cách mà chị phát triển cái văn hóa làm việc, cái văn hóa của cái tổ chức nội bộ, và cái cách mà chị đi nói ra bên ngoài về cái môi trường làm việc của PHDV như thế nào, ở đây chúng tôi có cái gì, ở đây chúng tôi care cho nhân viên như thế nào, và cái việc thu hút. Thì ví dụ như là trước khi mà chị làm ở PHDV thì giả sử như nó có một cái số achievement nhất định mà tất cả mọi người đều công nhận, sếp chị đều công nhận rằng là ví dụ như khi mà chị vào thì cái trang LinkedIn của VSTV tại thời điểm đó nó khoảng có khoảng 3.500 follower, nhưng mà khi mà tại thời điểm mà chị đi thì đâu đó nó khoảng 8.500 hoặc 8.800 follower trong vòng 1 năm rưỡi, và cái lượng mà search, lượng cái lượng mà ứng viên hoặc là cái audience họ search về 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 BHTV thì mỗi một tuần nó sẽ là 12.000 search, so với ngày xưa là 5 tới 7.000 search. Thì đó là những cái mà chị đã spread out được về những cái về cái dùng cái thương hiệu cá nhân của chị để chị nói về cái thương hiệu công ty và không tốn đồng nào cả. Có nghĩa là chúng tôi ở đây, chúng tôi không cần phải tốn chi phí để chúng tôi nói, chúng tôi tăng cái lượng follower hoặc chúng tôi tăng cái lượng reach, mà thông qua những cái bài post của chị, thì những cái bài post của chị khi mà giả sử một cái bài mà chị post thì nó sẽ reach được khoảng 20 cho tới 50.000 impression, mà khi mà chị tag tên công ty chị vào thì rõ ràng là cái tên công ty chị nó đang xuất hiện trên cái 50.000 impression đó, thì mọi người cũng tương tự, mọi người sẽ click vào và mọi người sẽ quan tâm, và tất cả những cái job của BHTV thì mọi người sẽ quan tâm. Và chị xây bằng cách là, và ở đó thì chị sẽ xây được những cái working culture, ví dụ như là những cái working culture liên quan tới về cái working hour, hoặc là những cái activities mà chị xây cho tất cả mọi người, hoặc là ví dụ như là khi mà company trip thì chị sẽ xây tạo ra một cái activity company trip như thế nào để gắn kết mọi người, và để mọi người cảm thấy là cái đó như là một cái gọi một cái enjoy activity, chứ không phải là đi để mà chúng tôi đi để chúng tôi hành xác. Dù vậy nó sẽ, mọi người sẽ so sánh là before chị và after chị chơi vào thì những cái đó nó cũng sẽ thấy gì cái khác, thì mọi người sẽ appreciate nhiều hơn. Thì từ đó mọi người sẽ thấy là khi mình bước ra khỏi một cái tổ chức đó, mọi người sẽ thấy là mọi người sẽ thấy rất hối tiếc, bởi vì là những cái mà chị đã không tiếp tục để chị mang lại tiếp được nữa, ví dụ vậy.
Và giả sử như hiện tại với cái công ty hiện tại thì rõ ràng là về cái thương hiệu thì nó về cái commercial thương hiệu có, nhưng mà rõ ràng là khi mà cái job post thì mọi người sẽ thấy là mọi người sẽ không reach được nhiều ở những cái job post. Tại vì thí dụ như một lần mà LinkedIn post tụi chị hiện tại tụi chị mua chỉ có 20 slot thôi, thì giả sử như hiện tại tụi chị đang có 1.000 job đi chẳng hạn, thì nó mới 20 slot nó không đủ. Thì buộc lòng là thí dụ mỗi một cái post của chị một ngày chị sẽ post 22 cái job slot chẳng hạn, thì mọi người thấy là sẽ có rất nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. Thì mọi người sẽ thấy là ở đây mọi người vào cái trang post của chị, mọi người thấy là cái cơ hội làm việc nhiều hơn, và tất cả những thứ đó là những cái mà chị share để cho các bạn đều có những cái cơ hội như vậy. Có thể nói là chị em mình cũng đều may mắn đúng không ạ? Bởi vì là mình có thể chọn được những minh chủ, những người mà họ hiểu rõ rằng là cái lợi ích của một cái thương hiệu cá nhân, và đôi khi họ cũng cũng hiểu rằng những cái đó nó là những cái đóng góp chung cho công ty chứ nó không mang những cái vấn đề cá nhân gì tại đây. Có thể chị em mình là người những người may mắn, tích cực vô tích cực đó chị. Đúng rồi. Em cũng có theo dõi, có một đợt chị về và tuyển, có một đợt mà tuyển rất lớn, tuyển Max cho VinFast. Thì bằng cái thương hiệu cá nhân nó không thể nào mà mình sử dụng 20 job job slot ở LinkedIn hoặc là những cái kênh khác để mình tuyển. Và đâu đó trong group HR Talk cũng là những cánh tay nối dài để có thể hỗ trợ được và cộng đồng có thể lan tỏa. Thì những cái thành công đó có thể là tụi em không được tham gia và biết thực sự con số như thế nào, nhưng spread out và thông tin rất nhiều người biết đến, và em tin rằng cái tốc độ cũng như là cái chất lượng tuyển dụng nó sẽ tốt hơn rất nhiều nếu không có phần thương hiệu cá nhân lắm. Thế thì để gọn lại những cái điều lớn nhất mà chị muốn nhắn nhủ đến những người làm muốn làm thương hiệu cá nhân nói chung và những người muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trong ngành nhân sự tuyển dụng nói riêng, thì chị có gì lớn nhất mà nhắn nhủ đến mọi người không ạ? À, mình sẽ recap lại một cách ngắn, rất là ngắn gọn ở đây, là đối với các bạn mà các bạn đang có nhu cầu muốn xây dựng cái thương hiệu cá nhân, thì thứ nhất là các bạn đầu tiên như chị nói là các bạn phải có passion. Các bạn phải luôn luôn tìm thấy được là cái innovation của các bạn, cái cải tiến của các bạn trong một cái công việc hàng ngày các bạn làm. Chúng ta như chị thì mọi người hay nói là đừng bao giờ nói là trước đây tôi vẫn làm vậy, từ trước giờ vẫn làm như vậy. Đừng bao giờ nói thốt ra một cái câu như vậy, dù là các bạn hôm nay các bạn nghĩ là các bạn thành công rồi. Chúng ta giả sử như bình thường chúng ta đóng một cái job 28 ngày đi đúng không, hôm nay chúng ta đóng được 14 ngày, thì chúng ta phải tự hỏi là ồ làm sao chúng ta có thể đóng được một job 14 ngày. Vậy thì mình có thể làm nhanh hơn được hay không, mình post một cái job mà một tuần mình đóng được không, ví dụ vậy. Tại vì nếu làm được như vậy thì mình sẽ làm gì, và mình sẽ ngồi mình review lại rằng là ủa hôm trước mình đóng 28 ngày, sau giờ mình đóng còn 14 ngày, mình đã làm cái gì để mà mình có thể đóng nhanh chóp như vậy. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là các bạn, nếu cái việc mà xây cái thương hiệu cá nhân nó không có phải là một cái gì đó nó xa xỉ, mà nó sẽ thông qua những cái mà các bạn đang làm, những cái mà các bạn đang làm, những các bạn khi mà các bạn ngồi các bạn chia sẻ lại một cái sự việc gì đó, là nó vô tình nó cô đọng lại cái cách mà bạn đã làm và cái cách bạn nhìn nhận cái sự việc đó, và cái cách mà bạn nói ra nó làm sao để cho các người người ta thấy là người ta hiểu được cái câu sự việc đó, và cái hiểu được cái cách bạn đã làm như nào, và cái người ta nhìn thấy là cái outcome mà bạn có, cái sự cái gọi là cái lesson learn, cái mà bạn học được trong qua một cái sự việc đó. Thì ở đây chúng ta thấy dần dần, và cái thứ ba nữa là gì, dần dần chúng ta thấy là chúng ta phải rất là kiên định. Như chị nói rồi, các bạn đừng dễ dàng bỏ cuộc, bởi vì có những cái mà chúng ta phải kiên định rằng là nó sẽ cần hãy coi đây là một cái việc mà chúng ta phải làm, chứ không phải là một cái gì đó mà chúng ta gọi là chúng ta làm cho xong rồi thôi, là được không được thì thôi, không phải. Nó là hãy là nghĩ rằng là nó là một cái gì đó, nó gắn kết cả một cái quãng đường của bạn về cái sự nghiệp của bạn, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta làm sẽ khác đi. Còn còn cái việc mà chúng ta có thành công hay không thành công, tức là các bạn đừng nghĩ rằng là làm thương hiệu cá nhân là một ngày cho mình trở thành idol của ai đó, không phải, nó không phải như vậy, mà chỉ là chúng ta khẳng định được cái giá trị mà chúng ta mang lại. Khi mà người ta nhìn thấy bạn, người ta nghĩ bạn là ai, người ta nhìn thấy bạn, người ta thấy là bạn đã đang có cầm nắm trong tay cái giá trị gì,
chứ đừng có nghĩ là à một ngày đó bạn được gọi là đi tới đâu cũng có người nhận dạng bạn là ai, tức là chị không có nhu cầu đó. Nói chung là chị không có nhu cầu trở thành một idol của ai đó hay là idol của một nhóm nào đó. Ở đây chị chỉ muốn biết, chị chỉ muốn giúp cho mọi người là mọi người làm đúng và mọi người làm càng ngày càng phát triển, mọi người càng làm tốt hơn ngày hôm qua thôi. Và tức là tất cả những cái đó là nó giúp cho cái sự nghiệp của bạn, nó giúp cho bạn cái giá trị của bản thân bạn, chứ không phải là giúp được cái gì cho chị cả. Đó là những cái mà chị nghĩ là tóm tóm gọn là nó như vậy. Và một số keyword đó là mình làm những điều mới, cách mới, sáng tạo, đổi mới, chứ không phải là trước đây tôi vẫn làm như thế. Ồ, câu đấy em rất tâm đắc, bởi vì em rất sợ những ai nói rằng ở đây từ trước đến thế vẫn vậy, Đúng và rồi. kiên định đi đường dài cùng nhau có giá trị để phát triển cho cái sự nghiệp của bản thân mình, chứ không chỉ là một ai. Và em nghĩ rằng một cái tinh thần mà chị đang truyền tải buổi hôm nay rất nhiều, đó là một cái sự tích cực trong về mặt tư duy và cách làm, cũng nên được tóm gọn lại đây. Em cảm ơn chị rất nhiều về những cái chia sẻ rất là chân thành, vào một buổi tối mà chị em cũng gần 10 giờ rồi và chị vừa trải qua một quãng đường bay nó không suôn sẻ lắm, Đúng kiểu là mình chờ rất lâu và về rất muộn. Nhưng mà chị đã dành thời gian đây cũng như thực sự những giá trị chân thành đến với em, và hy vọng rằng những thính giả của The Workaholic Podcast sẽ cùng với chị em mình trải nghiệm, học hỏi những cái điều hay, những cái điều mới và những sự thực sự đơn giản trong cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho công việc. Em cảm ơn chị rất nhiều. À, chị cảm ơn Trang đã tạo điều kiện cho chị có cơ hội để tiếp cận với cộng đồng của Workaholic. Thì chị hy vọng rằng là mình sẽ có rất nhiều cơ hội để nói chuyện nhiều hơn hoặc là tạo ra những cái giá trị nhiều hơn cho cộng đồng. Thì chị nghĩ là như chị nói từ ban đầu, không phải là ai cũng sẽ có được cái cơ hội để làm việc trong một cái môi trường tốt, làm việc trong những cái công tổ chức mà gọi là rất là ideal, như là lý tưởng. Nhưng mà mọi người trong thời gian, trong quá trình mình làm, mình sẽ gặp rất là nhiều thứ, và cái giá trị mà mình mang lại cho một cái tổ chức đó là cái quan trọng, nó khẳng định được mình là ai và mình đóng góp được gì, và cái giá trị đó là cái giá trị mà gọi là mình sẽ luôn là tạo ra cái giá trị thặng dư. Có nghĩa là mình hôm nay nó sẽ khác mình hôm qua, và mình của ngày ngày hôm tới nữa nó sẽ khác. Có nghĩa là ở đây chúng ta thấy là để mà chúng ta luôn luôn đổi mới sáng tạo, chúng ta phải học hỏi, rõ ràng là chúng ta phải nghiên cứu rồi không, mà để muốn nghiên cứu thì chúng ta phải có một cái óc tò mò, chúng ta phải tò mò xung quanh tất cả mọi thứ. Là khi người ta nói về một cái gì đó, giả sử như mà gọi là nói về có một cái thuật ngữ nào đó, thì mình phải tò mò là tại sao người ta cứ nhắc đi nhắc lại về cái thuật ngữ đó, người ta cứ nhắc đi nhắc lại về cái chuyện đó. Vậy thì thí dụ như bây giờ ngày nay, giả sử như bây giờ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vậy thì mình nghe được cái câu đó thì mình sẽ nghĩ ngay tới cái gì? Mình nghĩ ngay tới khó khăn nè, mình nghĩ ngay tới cái việc là tối ưu nè, mình nghĩ ngay tới chi phí nè, mình nghĩ ngay tới tiết kiệm nè. Vậy thì tất cả những cái thứ đó là những cái mà mình phải nghĩ ngay, và mình nghĩ là mình sẽ làm gì để mà đáp ứng được cái xu thế là khủng hoảng kinh tế toàn cầu đó. Thì đó là những cái mà chị nghĩ là ngoài cái việc mà chúng ta chạy KPI, chúng ta nên nhìn nhìn xung quanh xem là nó đang xảy ra cái gì, chứ không phải là chúng ta chỉ biết là à tôi chỉ làm tốt việc của tôi thôi và tôi không quan tâm gì khác. Cũng cảm ơn chị vì có những chia sẻ của chị và những cái kinh nghiệm đó, thì có chắc chắn rằng sẽ rất nhiều người, cả về phía nhân sự tuyển dụng và ứng viên, sẽ có những cái cách thức để họ làm tốt hơn công việc cũng như là phát triển bản thân vững tin hơn và không đơn độc trong cái quá trình phát triển bản thân trong nghề nghiệp. Em cảm ơn chị rất nhiều. Hãy click vào chuông theo dõi để không bỏ lỡ các podcast vào mỗi thứ năm hàng tuần. Mình mong rằng bạn có thể chia sẻ podcast này đến với nhiều người hơn, biết đâu xung quanh có người cần. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng The Workaholic Podcast.